Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết trong tháng 7 năm 2021 và 20 ngày đầu tháng 8 năm 2021, giá nhiên liệu đầu vào mà EVN thực hiện đang cao hơn rất nhiều so với thông số giá bình quân đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021, nhất là giá than. EVN cho biết giá than nhập khẩu bình quân tháng 7 tăng 17,5% so với số liệu bình quân tháng 6 của năm 2021, tăng 51,8% so với số liệu bình quân thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và tăng 250% so với số liệu bình quân thực hiện năm 2020, tăng từ 98,8 đô la Mỹ một tấn bình quân 6 tháng đầu năm lên đến 150 đô la Mỹ một tấn bình quân tháng 7 năm 2021 và 159,7 đô la Mỹ một tấn trong 10 ngày đầu tháng 8 của năm 2021. Giá dầu HFSO bình quân tháng 7 tăng 23% so với số liệu bình quân thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và tăng 68,3% so với số liệu thực hiện bình quân năm 2020. Theo số liệu vận hành hệ thống điện quốc gia, sản lượng phát của nhiệt điện than và dầu chiếm tỷ lệ 51% trên tổng số tất cả các loại hình nguồn phát. Các thông số giá than nhập khẩu và giá dầu thế giới đã và đang tác động rất lớn đến chi phí mua điện của EVN đối với các nhà máy nhiệt điện than sử dụng than nhập khẩu và các nhà máy nhiệt điện khí có giá khí theo giá thị trường. Như vậy, nếu so với cùng kỳ của năm 2020, thì chi phí mua điện của EVN năm 2021 tăng tới 16.600 tỷ đồng.